rất nhiều những cái kết quả, những cái sự kiện diễn ra trong hơn 14 tháng qua của cuộc chiến này, nó đã là hậu quả của những sự chuẩn bị về mặt tình báo trước đó. Đó chính là cái tai họa của việc có quá nhiều thông tin, quá nhiều nguồn tin trái chiều. Nói như là nhà xã hội học và tương lai học John Nesbitt là chúng ta ở trong một cái thời đại ngập tràn thông tin nhưng lại thiếu tri thức. Và trong tình báo quan trọng, những cái thông tin đưa ra nhưng mà người nào xử lý nó lại là một câu chuyện khác. Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả của chương trình Hoàng Việt Talk Show. Và hôm nay tôi xin mời, kính mời tất cả quý vị khán thính giả quay trở lại với chương trình Talk Show của chúng tôi. Và một cái chủ đề đặc biệt ngày hôm nay, chúng tôi muốn bàn câu chuyện liên quan đến cái cuộc chiến vẫn xảy ra rất ác liệt tại Ukraine, giữa hai cái quốc gia đó là Nga và Ukraine. Và một cái góc cạnh quan trọng của cuộc chiến đó là những cái hoạt động tình báo, cuộc chiến tình báo, cuộc chiến điệp báo, hay nói một cách khác là có những cái ngôn từ khác nhau để diễn tả nó. Người Việt Nam thì hay sử dụng là những cái cuộc chiến của những chiến sĩ thầm lặng, và một số cái nơi khác thì gọi là cuộc chiến trong lòng cuộc chiến. Và hôm nay khách mời đặc biệt của chúng tôi với cái số chuyên đề đặc biệt này cũng là một cái nhân vật mà được coi là một cái chuyên gia nghiên cứu trong lĩnh vực này ở Việt Nam. Tôi xin trân trọng giới thiệu với tất cả quý vị khán thính giả, nhà báo, đại tá Yên Ba. Xin kính chào anh Yên Ba. Và trước hết là thay mặt cho chương trình Hoàng Việt Talk Show, xin cảm ơn anh Yên Ba rất nhiều vì đã nhận lời tham gia chương trình với chúng tôi ạ. Thưa anh Yên Ba, anh cũng là một cái người mà đã có nhiều cái thời gian nghiên cứu, theo dõi và thậm chí có một số tác phẩm viết về cái cuộc chiến với tình báo. Chắc chắn là anh cũng để ý tới là đối với cuộc chiến Nga-Ukraine khốc liệt như bây giờ thì có hoạt động tình báo nó hết sức quan trọng. Vậy thì thưa anh, theo những cái gì anh nghiên cứu thì có hoạt động tình báo có cái tầm quan trọng như thế nào đối với những cái cuộc chiến, và cụ thể là đối với cuộc chiến Nga-Ukraine, thưa anh? Vâng, thưa anh Hoàng Việt, thưa với các quý khán thính giả, cuộc chiến tình báo theo cái cách gọi cổ điển của nó đã có từ cách đây hàng ngàn năm rồi. Kể từ thời Tôn Tử viết binh pháp đã nêu lên các cái nguyên tắc của một cái cuộc chiến tình báo, các loại gián điệp, các phương pháp hoạt động điệp báo, phản gián. Đấy là theo cái cách nói hiện đại ngày nay. Khi mà đến với cái thời đại hiện đại, khi mà các cái cuộc chiến tranh đã phát triển sang những cái hình thái mới, những cái loại vũ khí mới, thì cái cuộc chiến tình báo nó cũng có những cái bước phát triển. Phải nói rằng là nó khác biệt vô cùng lớn so với những cái mà chúng ta vẫn thường hình dung về cái cuộc chiến như anh Hoàng Việt vừa nói là cuộc chiến trên mặt trận thầm lặng hay là cuộc chiến không tiếng súng. Thì kể cả trong chiến hào ở chiến tranh lạnh thì những cái cuộc chiến điệp báo nó đã rất là gay gắt rồi. Nhưng đến khi mà một cuộc chiến tranh nóng như là chiến tranh giữa Nga với Ukraine xảy ra thì hẳn nhiên là cái cuộc chiến tình báo nó lại càng trở nên khốc liệt. Và khi nói đến cuộc chiến tình báo, cuộc chiến điệp báo, chúng ta thường chỉ có hình dung ra hai mảng của nó. Về cơ bản chúng ta thường hình dung ra đó là hoạt động tình báo, có nghĩa là tung các điệp viên hoặc là sử dụng các cái nguồn tại chỗ trong lòng đối phương để thu thập tin tức tình báo. Và một cái hoạt động thứ hai song song, gần như là đồng thời tương hỗ với hoạt động thứ nhất là hoạt động phản gián, tức là chống lại các cái hoạt động tình báo của phía đối phương, hoạt động chống gián điệp. Thì đấy là hai cái mảng có thể nói là rất là quan trọng ở bất cứ một cuộc chiến điệp báo nào. Thế nhưng mà với một cái cuộc chiến tranh hiện đại như hiện nay, chúng ta thấy
trong 14 tháng qua ở Nga với Ukraine thì cuộc chiến tình báo nó không, điệp báo nó không còn giới hạn ở những cái hình thức cổ điển như vậy nữa. Có một cái khái niệm mới mà gọi là hybrid war, tức là chiến tranh tổng lực. Và người Nga, cụ thể là đại tướng Gerasimov, tổng tham mưu trưởng quân đội Nga và hiện nay là tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Nga, phụ trách thực hiện cái chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine, là một trong những cái cha đẻ của cái khái niệm về hybrid war, tức là chiến tranh tổng lực này. Thì cuộc chiến tình báo nó cũng theo đó, nó cũng trở thành một cái dạng hybrid, một dạng chiến tranh tổng lực trên mặt trận điệp báo. Nó ngoài hoạt động tình báo, hoạt động phản gián ra, và gồm có rất nhiều các cái hoạt động phụ trợ khác. Ví dụ, chúng ta có thể là chứng kiến là cái hoạt động tình báo gây ảnh hưởng ở trong các cái tầng lớp tinh hoa, trong cái giới tinh hoa hoặc là trong hàng ngũ chính quyền cao cấp của đối phương chẳng hạn. Đó là một hoạt động tình báo gây ảnh hưởng mà rất là khó để có thể phân định rõ ràng được các cái điệp viên gây ảnh hưởng như vậy. Chúng ta cũng chứng kiến những cái hoạt động phải nói là nổi trội, rất là rõ rệt, đóng một vai trò cực kỳ quan trọng trong cái cuộc chiến tình báo ở trong lòng cuộc chiến Nga-Ukraine. Đó là tình báo tín hiệu. Chúng ta đã thấy rằng là cái hoạt động chế áp điện tử, các hoạt động thu thập tin tức bằng thông qua điện tử, hoạt động chặn bắt các cái thông tin, và đặc biệt là hoạt động tổng hợp các cái nguồn tin từ các cái nguồn thông tin mở. Có nghĩa rằng trước đây 80% là thông tin là từ hoạt động ngầm, 20% là từ thông tin công khai. Thì hiện nay trong thời đại Internet phát triển, Facebook phát triển, khi mà check-in, một hình thức check-in, một bất cứ một cái không gian, trên không gian mạng nào đó, người ta có thể định vị được những cái người thực hiện các cái tác vụ mà trên mạng đó, thì cái hoạt động điệp báo nó cũng dựa vào đó để nó phát triển theo, và nó sử dụng các cái công nghệ rất là mới để định vị, để xác định đối phương, để thu thập thông tin, và rất nhiều các cái nguồn mà có thể tổng hợp mà chúng ta cũng không thể ngờ được rằng thực chất nó chính là thông tin tình báo. Do đó cái khái niệm về hoạt động tình báo ở trong cụ thể là trong cuộc chiến Nga-Ukraine, chúng ta hiện nay chưa có cái điều kiện để có thể rút ra được các cái phân tích sâu hơn hoặc là những cái dữ liệu, bởi vì phần lớn các dữ liệu trong cái lĩnh vực này hoặc là ở dạng không kiểm chứng được, hoặc là ở dạng ẩn danh, chúng ta không có một cái gọi là kiểm tra chéo để có thể xác thực được cái tính xác thực của nó, một cái điều rất là quan trọng khi mà đưa ra các cái hoạt động, khi đưa ra trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Nhưng dù gì đi chăng nữa thì thông qua các cái câu chuyện, các cái sự kiện, các cái con số, chúng ta cũng vẫn hình dung ra được phần nào cái chiều sâu, ẩn sâu của cái cuộc chiến này. Đó chính là một trong những cái đặc điểm lớn nhất của cái cuộc chiến tình báo nằm trong lòng cái cuộc chiến giữa Nga với Ukraine, mà chúng ta biết rằng đó là một cuộc chiến lớn nhất ở châu Âu kể từ chiến tranh thế giới lần thứ hai. Vâng anh, cảm ơn anh đã đưa ra một số những cái nhận xét của mình. Nhưng mà đây muốn trao đổi anh một số vấn đề nhé. Trước hết là đối với tình báo thì nó không phải là chỉ đợi tới khi mà cuộc chiến nảy nổ ra hoạt động tình báo mới bắt đầu, mà nó phải bắt đầu từ đó từ rất lâu. Về phía Ukraine là có lẽ là cuộc chiến tình báo họ đã được phải đẩy mạnh từ sau khi trận mà Nga đã sắp nhập Crimea năm 2014. Và có lẽ từ đó thì phía Ukraine đã phải nung nấu một ý định, và họ cũng biết được điều rằng là sớm muộn gì sẽ có một cuộc chiến đối với Nga. Và trong cái việc mà dự báo đó thì cái kênh tình báo cực kỳ quan trọng, đúng không anh? Thế vậy thì theo anh là trước cái cuộc chiến xảy ra thì bên nào đã có nắm ưu thế hơn, Nga hay là Ukraine? Đặc biệt chúng ta chỉ nói về chuyện hoạt động tình báo thôi. Đương nhiên rồi, chúng ta sẽ nói ở trong khu biệt lại trong cái lĩnh vực hoạt động tình báo ở cái trong một cái bối cảnh lớn hơn là cuộc chiến Nga-Ukraine. Chúng ta biết rằng năm 2014 Nga đã sau một cuộc trưng cầu dân ý tại Crimea thì vùng lãnh thổ này đã sát nhập vào Nga và trở thành một phần lãnh thổ của Nga. Tất nhiên
chúng ta đều hiểu rằng là kể từ đó hai bên đều đẩy mạnh các cái hoạt động tình báo nhằm vào nhau và để nhằm cho một cái cuộc xung đột giả định sẽ diễn ra trong tương lai. Và ở trong cái cuộc chiến này thì khó để có thể nói rằng ai có thể nắm được ưu thế hơn. Ví dụ cơ quan tình báo Nga tiền thân là KGB nổi tiếng, bây giờ trở thành là Cục An ninh Liên bang, Cục Tình báo Đối ngoại SVR và Cục Tình báo Liên bang là FSB thì chia ra làm hai lĩnh vực và cũng đảm nhiệm hai cái mảng khác nhau, thì ít nhất KGB trước đây cũng như là hai cơ quan tình báo phản gián hiện nay của Liên bang Nga nó vẫn nằm trong top những cái hàng cơ quan hàng tình báo hàng đầu trên thế giới. Có lẽ là nó cũng chỉ tương đương với lại những cơ quan tình báo nổi danh trên thế giới như là CIA của Mỹ, Cục Điều tra Liên bang, cơ phụ trách an ninh nội bộ của FBI của Mỹ, hay là Mi-5, Mi-6 của Anh, cũng trong hai lĩnh vực phản gián và tình báo. Và phần nào đó chúng ta sẽ đã thấy xuất hiện một cái tay chơi mới trong cái lĩnh vực này, đó là tình báo, các cái nền tảng tình báo của Trung Quốc cũng đã phát triển. Nhưng đó là một câu chuyện khác, chúng ta sẽ dành cho một cái cuộc chủ đề khác. Thế thì để chuẩn bị cho cái cuộc xung đột này thì chúng ta không biết được rằng là hai bên đã làm những gì. Tuy nhiên đối với cụ thể, như anh nói là chúng ta nói cụ thể vào cuộc chiến Nga-Ukraine, thì thực ra mà nói người Nga đã bắt đầu từ sớm, từ giữa năm 2019. Khi đó thì bộ phận phụ trách về Ukraine trong FSB là từ khoảng 30 sĩ quan, mà đã đến từ 2019 phía Nga đã đẩy mạnh cái hoạt động cũng như là cả về nhân lực của cái bộ phận này, và đến tháng giữa năm 2021 thì con số nhân viên phụ trách riêng địa bàn Ukraine của FSB đã lên 160 sĩ quan. Và toàn bộ cái số sĩ quan này nằm tại ở một cái prospect, một cái đại lộ ở ngay trung tâm của Moscow, và nó độc lập hoàn toàn với lại cái tổng hành dinh của FSB. Và từ đó cái bộ phận này nó hướng toàn bộ các cái hoạt động của nó về việc thu thập tin tức về hoạt động tình báo, đặc biệt là các cái hoạt động xâm nhập vào các cái cơ quan đầu não, các cái tổ chức của Ukraine, bắt đầu từ năm 2019. Ngược lại ở phía Ukraine thì chúng ta biết rằng là có thể là ưu thế cũng được, mà là một trong những nhược điểm cũng được. Đó là cơ quan tình báo của Ukraine, SBU, nó tiền thân của nó chính là KGB. Rất nhiều bộ phận của KGB tách ra đấy. Nó là cơ quan tình báo KGB tách ra, và rất nhiều sĩ quan, thậm chí cả những chỉ huy của SBU cũng là nhân viên cũ của tình báo KGB. Tuy nhiên Ukraine đã đẩy mạnh, phải nói là đẩy mạnh hết tốc lực về việc phát triển cái cơ quan tình báo của họ. Chúng ta biết rằng là riêng quân số của SBU là 27.000 nhân viên. Về mặt quy mô như vậy nó lớn gấp 5 lần cơ quan Mi-5 của Anh. Chúng ta tưởng tượng xem, mặc dù Ukraine là quốc gia lớn thứ hai ở châu Âu, nhưng họ cũng không phải là có một cái truyền thống về hoạt động tình báo. Thế nhưng mà để chuẩn bị, họ đã phát triển một cách hết tốc lực, cả về nhân sự, cả về con người, cả về các cái yếu tố kỹ thuật. Và họ được sự trợ giúp rất là mạnh của tình báo, trước hết là tình báo Mỹ, sau đó là tình báo các nước phương Tây, của tình báo Đức, Anh, Pháp. Và tôi thấy rằng là cái sự chuẩn bị này nó đã kéo dài suốt từ 2019 cho đến tận trước ngày nổ ra chiến dịch quân sự đặc biệt 22 tháng 4 năm 2022, thì các hoạt động tình báo của hai bên đã phải nói là rất ráo riết, và hai bên đã đạt được một số các cái nền tảng để chuẩn bị cho cái cuộc chiến sau này. Tôi sẽ phân tích sau. Nhưng phải nói rằng là chúng ta thấy rằng là rất nhiều những cái kết quả, những cái sự kiện diễn ra trong hơn 14 tháng qua của cuộc chiến này, nó đã là hậu quả của những sự chuẩn bị về mặt tình báo trước đó, trước 22 tháng 4 năm 2022. Vâng anh, đây phải nói thêm một số chuyện nhé. Đúng là cho đến bây giờ thì chúng ta chưa thể khẳng định được là bên nào chiến thắng. Và không khẳng định được bên nào chiến thắng thì không thể nói được là bên nào sẽ có giành được nhiều ưu thế hơn
trong hoạt động tình báo. Nhưng mà chúng ta cũng có thể nhìn thấy một số cái vấn đề. Ví dụ nhé, một trong hoạt động quan trọng của tình báo đó là dự báo và phân tích. Phân tích và dự báo. Và một cái vấn đề quan trọng là người ta đang đánh giá là liệu mà tình báo Ukraine cùng với phương Tây có dự báo trước được cái ngày tấn công, cái thời gian tấn công của quân Nga ngày 24 tháng 2 hay không? Bởi vì cái câu chuyện này có rất nhiều cái câu chuyện để tranh luận, là phía Mỹ là luôn luôn đưa ra cái thông tin khẳng định rằng là vào tháng 2, trung tuần tháng 2 là chắc chắn Nga sẽ tấn công. Và phía Ukraine thì rất nhiều cái thông tin trái chiều và khiến cho Tổng thống Zelensky cảm thấy bối rối. Và ông, trong cái ngày phát biểu đó, ông chỉ nói về những câu chuyện về Covid, về tất cả những cái vấn đề khác mà không đặt nặng vấn đề đó. Và cho nhiều người chuyên gia phân tích thì cho rằng cái khả năng Ukraine đã không dự báo chính xác được cái ngày giờ và thời điểm Nga tấn công Ukraine. Và mặt khác thì cái thất bại của bên này sẽ là bên thành chiến thắng của bên kia. Và người ta lại cho rằng là cái thành công của tình báo Nga đã nghi binh, đã giữ được bí mật đến phút chót để mà khi mà Nga tấn công vào thì Ukraine gần như là bàng hoàng. Anh thấy thế điều này ra sao? Điều này là hoàn toàn có thể phân tích được một cách rất là rõ ràng và có những dữ liệu để ủng hộ cho các cái phân tích của chúng ta. Rõ ràng là đúng là trước khi một cuộc chiến từ rất lâu thì cái hoạt động tình báo phải là hoạt động dự báo. Dự báo được, và một trong những dự báo quan trọng nhất là dự báo chiến tranh có nổ ra hay không. Chúng ta đã biết bài học lịch sử của chiến tranh thế giới thứ hai. Nhân vật nổi tiếng Richard Sauger. Richard Sauger với lại cái lưới hoạt động tại Tokyo đã thông báo về cho Tổng hành dinh, cho đích thân lãnh tụ Stalin của Nga là ngày tấn công là 22 tháng 6 năm 1941. Mà số liệu do cái lưới tình báo của Richard Sauger gửi về từ Tokyo, đấy chỉ là một hoạt động đơn lẻ và một trong những nguồn tin thôi, còn rất nhiều nguồn tin khác. Vậy nhưng vì sao Stalin vẫn không tin được rằng Đức sẽ tấn công? Và trong những tháng đầu tiên của chiến tranh Xô-Đức thì phía Liên Xô đã bị thiệt hại nặng nề bởi vì sự bất ngờ. Lý do rất đơn giản là Stalin khi đó bị ngập tràn trong hàng loạt các thông tin. Đó chính là cái tai họa của việc là mà chúng ta ngày nay chúng ta vẫn thường xuyên gặp, là trước đây do thiếu thông tin thì cái tai họa là do có quá nhiều thông tin, quá nhiều nguồn tin trái chiều. Và Stalin không tin rằng là Đức sẽ tấn công Liên Xô. Và bản thân cơ quan tình báo quân đội của Liên Xô khi đó, một cơ quan được phát triển rất là mạnh, GRU đấy. Và GRU, và bản thân Richard Sauger cũng là điệp viên của GRU. Rất nhiều các cái hoạt động tình báo đối ngoại của Nga trong thời kỳ đó là của tình báo quân đội chứ không phải là thuộc KGB. Thế nhưng mà họ có đầy đủ các cái thông tin, họ có đầy đủ các cái lưới điệp viên để như là Richard Sauger từ Tokyo. Vậy nhưng mà vẫn không thể nào mà dự đoán được là Đức đã tấn công. Lý do vì sao? Stalin nhận được quá nhiều thông tin về khả năng Đức sẽ tấn công Liên Xô. Mặc dù Stalin vẫn tin rằng là mặc dù đã ký hiệp ước bất tương xâm giữa Nga với lại giữa Liên Xô với Đức, và Liên Xô vào Stalin dự đoán rằng là Đức sẽ quay sang tấn công Anh. Đó là cái về mặt chiến lược. Nhưng về mặt cụ thể là về mặt thông tin tình báo thì tại sao nhận được những thông tin vậy mà ông vẫn không thể nào tin được rằng, bởi vì nó có quá nhiều thông tin. Nhưng một cái điều căn bản nhất trong cái bất ngờ của Liên Xô, của cái bài học đó, chính là tình báo của quân đội, của GRU, của Liên Xô. Các cái nguồn tin đều thu thập và đều họ có một cái kết luận rất logic rằng là với một lực lượng lớn như vậy, hàng triệu quân, với hàng trăm sư đoàn, và tấn công vào một cái vùng lãnh thổ rộng lớn như Liên Xô khi đó, Liên bang Xô Viết, chứ không phải chỉ là nước Nga hiện nay, thì vấn đề công tác hậu cần của phát xít Đức phải là như thế nào, đặc biệt là vào mùa đông. Họ tính ra số lượng cừu phải có để nuôi, để đảm bảo số lượng da cừu, lông cừu để may áo dép, số lượng dầu để chạy các cái thiết bị quân sự cho các cái sư đoàn cơ giới của Đức. Họ thấy rằng phía Đức không có chuẩn bị cái đó. Và họ kết luận logic rằng là họ rút ra một kết luận là nếu không chuẩn bị những cái đó thì không thể nào mà mở một cái đợt tiến công như là cái chiến dịch Barbaros của Đức nhằm vào Liên Xô ngày 22 tháng 6 năm 41 được. Vậy nhưng mà Đức vẫn tiến hành. Có nghĩa là sao? Hitler khi đó
tin rằng là cuộc chiến đó sẽ diễn ra trong một thời gian rất ngắn. Chiến thuật chiến tranh chớp nhoáng của Đức ấy, hy vọng là mọi sự sẽ kết thúc trước khi là mùa đông đến. Anh nói câu chuyện này tôi mới nhớ tới cái câu chuyện là lại trở lại câu chuyện nhận định về cuộc chiến Nga-Ukraine. Thì rất nhiều cái cơ quan tình báo, đặc biệt là CIA thì nổi tiếng rồi, CIA đã liên tục cảnh báo, và phía Mỹ luôn liên tục đưa ra cảnh báo là khả năng Nga sẽ tấn công. Và kể cả giám đốc CIA là William Burns cũng đã bay sang Kiev với một tập hồ sơ dày cộp để thuyết phục Kiev rằng là khả năng Nga tấn công rất lớn. Nhưng mà Ukraine không tin. Bởi vì ngày 12 tháng 1, dạ, William Burns bay sang Kiev vào ngày 12 tháng 1, có nghĩa là hơn một tháng trước khi nổ ra cuộc chiến. Và như anh nói là với một tập hồ sơ rất đầy đủ về việc số lượng quân nhân ở của Nga ở gần biên giới với lại Ukraine, các đơn vị hậu cần. Và đặc biệt là họ cũng chặn bắt được các cái thông tin tín hiệu của FSB với lại các cái lực lượng đổ bộ đường không. Bởi vì từ xưa đến nay, việc liên quan giữa cơ quan tình báo liên bang với lại lực lượng đổ bộ đường không là hoàn toàn rất lạ lùng. Vậy mà họ đã chặn bắt được những cái liên lạc qua lại giữa hai bên, cho thấy rằng là như vậy là lực lượng đổ bộ đường không, một trong lực lượng chủ lực cho những cái cuộc chiến tranh chớp nhoáng của Nga nếu có thể xảy ra, rõ ràng là có một cái mối tương tác nào đó với cơ quan tình báo. Thế nhưng khi William Burns bay sang cùng với một bộ sậu CIA, và khi họ gặp người đứng đầu cơ quan tình báo Ukraine và họ để lại toàn bộ hồ sơ về cái khả năng có thể xảy ra chiến tranh ấy, thì thế đấy, người đứng đầu của cơ quan tình báo Ukraine mang toàn bộ hồ sơ đó, ông ta không hề giấu giếm nhé, ông ta mang toàn bộ hồ sơ đó lên cho Zelensky và nói rằng là đây, những người bạn Mỹ đã để lại với những cái khuyến nghị rằng là Nga có thể tấn công. Nhưng một cái mấu chốt của vấn đề nằm ở chỗ này. Song song với lại những thông tin do phía Mỹ cung cấp, thì thông tin do các điệp viên của Ukraine hoạt động ở Nga, thông tin về các hoạt động hậu cần của Nga ở biên giới, thông tin về gọi là sách lược, về chiến lược của bộ đầu não, bộ tổng tham mưu của Nga ở Kremlin mà Ukraine thu thập được thì lại cho kết quả hoàn toàn ngược lại. Do đó, ông Zelensky bị ngập lại giữa hai luồng thông tin đó trái chiều. Chúng ta biết rằng là ngày 12 tháng 1, William Burns là giám đốc CIA bay sang Kiev. Đến mùng 8 tháng 2, ông Tổng thống Pháp Macron vẫn nói rằng là chiến tranh vẫn có thể kéo vô công được. Không có, ông Putin đảm bảo với lại Macron là sẽ không làm căng thẳng thêm tình hình. Và chúng ta biết rằng là đúng là ngày mùng 8 tháng 2 năm 2022 thì Bruno Kahnz, người đứng đầu cơ quan tình báo của Cộng hòa Liên bang Đức, đang ở Kiev và nói rằng là hiện nay quyết định về chiến tranh vẫn chưa được, vẫn chưa có một quyết định nào về chiến tranh cả. Và đến ngày 24 tháng 2, ông này đang ở Kiev khi chiến tranh nổ ra. Bị kẹt ngay Kiev. Và ông bị mắc kẹt lại và phải vội vàng sơ tán theo đường bộ chạy về Ba Lan. Đúng rồi. Có nghĩa rằng là các cơ quan tình báo của Ukraine, không đoán của Pháp, của Đức và rất nhiều cơ quan tình báo khác không đoán được. Thì cái sự không đoán được này nó tạo ra là một cái luồng thông tin rất là nhiều chiều. Và những cái người quyết định ở cái gọi là cái bộ chỉ huy đầu não của Ukraine không biết nên tin vào cái thông tin do phía Mỹ hay là nên thông tin do các điệp viên của mình gửi về từ thực địa. Bởi vì trước khi một tuần khoảng 15 tháng 2 năm 2022, Ukraine tung hàng loạt các cái toán điệp viên vào các cái vùng biên giới, và một cái toán điệp viên của Ukraine đến cái vùng gọi là Potemkin, một cái làng ở khu vực biên giới. Họ phát hiện ra là rất nhiều xe tăng của Nga được niêm cất cẩn thận, đóng gói kỹ càng, không có một bất cứ một sự chuẩn bị nào cả, không có một nhóm hay về nào đó về hậu cần để phục vụ. Và thậm chí họ còn phát hiện ra các cái binh lính rất là Nga rất là chỉnh mảng trong việc tuần tra, đi lại, uống rượu, tất cả những cái đó. Chúng ta không biết được rằng đó là những hoạt động cố ý nghi binh của tình báo Nga, hay thực sự rằng sự chuẩn bị cho cuộc chiến này của phía Nga nó thô sơ, nó mắc nhiều các cái sai sót như vậy, chúng ta không biết được. Nhưng bản chất của nó là vì có quá nhiều thông tin trái chiều, cho nên Ukraine đã không thể xác định được rằng thực chất là cuộc chiến có thể xảy ra hay không. Và như chúng ta thấy, ông Zelensky trong cái buổi nói chuyện vào buổi tối trước khi xảy ra chiến tranh, ông vẫn nói về Covid, nói về tất cả cái khác, và thậm chí trong cái giới chính khách Ukraine
còn có những tiếng nói cho rằng là phía Mỹ đã thổi phồng quá lên cái nguy cơ chiến tranh để đe dọa, để làm cho người Ukraine hoảng sợ và tôn cái gọi là cái tầm quan trọng của người Mỹ lên ở Ukraine. Rõ ràng đây là một cái cuộc chiến tình báo mà xét về mặt thực tế và về kết quả mà nói thì rõ ràng phía Nga đã tạo được cái yếu tố bất ngờ trước một cái đòn tiến công phải nói ở trên diện rộng như vậy. Nhưng mà đây là nói, chúng ta nói về một cái sự thất thế của tình báo Ukraine khi xảy ra cuộc chiến. Và tất nhiên tình báo Nga cũng không phải là hoàn hảo. Ở đây tôi phải nói thêm anh thế này nhé. Cái câu chuyện về dự báo cái việc mà Nga tấn công Ukraine ngày 24 tháng 2 thì phía Mỹ có cảnh báo. Nhưng mà như anh nói đấy, và tôi có đồng ý với anh là hầu hết, kể cả Ukraine và tình báo châu Âu đều không nhận định được cái điều đó. Và có lẽ tôi vẫn nghiêng về cái khả năng là cái tình báo Nga đã nghi minh rất nhiều điều này. Nó không phải ngẫu nhiên cái chuyện này xảy ra đâu. Hoàn toàn, điều đó hoàn toàn là có Nhưng mà có một cái vấn đề khác là một cái con tình báo của một quốc gia rất nhỏ là Estonia thì họ lại đoán được. Mà đoán chính xác. Và họ lại căn cứ không phải là dựa trên vũ khí mà lại xem xét là Nga tuyên bố là trước đó thì Nga tuyên bố là chuẩn bị rút quân khỏi khu vực biên giới. Lúc đó 150.000 quân đang dàn ra biên giới đấy, tập trận. Nhưng mà Estonia tìm thấy một cái thông tin đặc biệt, đó là gì? Trong toàn bộ cái hệ thống mà cứu thương thì những cái dây truyền máu và cái đơn vị máu chuẩn bị lại được tập trung rất nhiều chứ không phải là giảm đi. Cho nên họ khẳng định rằng cuộc chiến sắp xảy ra và họ dự báo được. Thế cho nên là có lẽ tình báo không phải chỉ những cái thông tin mà vũ khí, mà rất nhiều cái thông tin khác nhau. Và quan trọng nhất như anh nói đấy, trong ngập tràn thông tin, nói như là nhà xã hội học và tương lai học John Nesbitt, là chúng ta ở trong một cái thời đại ngập tràn thông tin nhưng lại thiếu tri thức. Và trong tình báo quan trọng, những cái thông tin đưa ra nhưng mà người nào xử lý nó lại là một câu chuyện khác, phải không anh? Gần đây tôi có đọc một cái cuốn sách của Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, từng là người thầy. Cuốn người thầy viết về điệp viên Ba Quốc. Đặng Trần Đức và một điệp viên huyền thoại của Việt Nam. Một điệp viên huyền thoại, và bản thân Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh cũng là người đứng đầu, từng là đứng đầu Tổng cục Tình báo, Tổng cục Tình báo quân đội của Quốc phòng Việt Nam. Trong cái cuốn sách dày này thì nó có một cái câu mà tướng Nguyễn Chí Vịnh có nói tổng kết về hoạt động tình báo. Đó là hoạt động tình báo là gì? Hoạt động tình báo là hoạt động ra những quyết định khi mà chưa có đầy đủ thông tin. Chứ còn nếu anh đã có đầy đủ thông tin rồi thì anh ra quyết định thì không cần... Quá đơn giản. Quá đơn giản. Anh phải ra quyết định khi mà những lượng thông tin của anh là chưa có đầy đủ. Nhưng ở trong cuộc chiến Nga với lại Ukraine thì chúng ta chứng kiến một điều, có quá nhiều thông tin. Và vì có quá nhiều thông tin đó, anh không biết phân tích, không biết lựa chọn. Như anh đã nói, nếu như có một sự liên thông giữa các cơ quan tình báo Ukraine với lại Estonia, một trong ba nước Cộng hòa Baltic, về cái thông tin về chuẩn bị các cái đơn vị máu, rõ ràng đây là một cái chỉ dấu cho thấy rằng là sự chuẩn bị cho chiến tranh. Nhưng tôi nghĩ rằng là bản thân cái sự liên lạc giữa các cơ quan tình báo, bởi vì Ukraine không phải là một thành viên của NATO, Estonia là một thành viên của NATO, cái sự chia sẻ thông tin, rồi sự kể cả việc những thông tin đó có được đảm bảo tin cậy hay không, nó cũng rất là phức tạp. Do đó tôi nghĩ rằng là cái mà tình báo Nga đã đạt được lớn nhất về mặt nghi binh chiến lược trong cái khi thời gian giai đoạn đầu thôi, mở đầu cuộc chiến, thì đó chính là việc là đã tạo được cái sự bất ngờ. Nhưng bản thân phía Nga, tình báo Nga cũng đã bị một cái bất ngờ rất lớn, mà có lẽ đây là một trong những bất ngờ phải nói rằng là mang tính chiến lược và mang tính sống còn, khiến cho một cái cuộc chiến mà tưởng chừng như là có thể dễ dàng, tưởng chừng như có thể chấm dứt trong một thời gian ngắn, cuối cùng đã trở thành, chuyển hóa thành một cuộc chiến tiêu hao, tốn kém vô cùng lớn về sức người, sức của và các cái vũ khí trang thiết bị. Đó là họ đã đánh giá sai về cái khả năng người dân Ukraine. Họ cho rằng với một cuộc chiến như vậy có thể kết thúc thời gian ngắn. Chóng vánh, bởi vì phần lớn người Ukraine sẽ ủng hộ, chào đón quân đội Nga, những người lính Nga. Và họ không biết rằng là trong một cuộc thăm dò ý kiến trước khi chiến tranh xảy ra, chỉ có 2% những số người được hỏi gọi những người lính Nga
tiến vào Ukraine là những người giải phóng. Còn lại 46% cho rằng họ sẽ đứng lên để họ chống lại cái cuộc chiến của người Nga trên lãnh thổ của Ukraine. Rõ ràng đây là một con số chênh lệch khổng lồ. Và bản thân khi mà cơ quan tình báo Nga đề xuất lên Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng là họ cần thêm thời gian, cần phải có thêm thời gian để chuẩn bị cho cuộc chiến này, thì ông Putin đã từ chối. Chúng ta nhớ lại một cái video clip ở thời điểm mà bắt đầu chiến tranh, trước chiến tranh, khi mà Hội đồng An ninh Nga họp, thì người đứng đầu cơ quan tình báo an ninh của Nga có đứng lên phát biểu rằng là chúng ta cần thời gian và chúng ta cần tuân thủ cái hiệp ước Minsk. Thì ông Putin, ông ấy nói rất gay gắt là ý của anh là như thế nào, anh muốn gì. Và ông kia vội vàng vàng nói không, tôi cho rằng là phải theo ý kiến của Tổng thống, lúc này là công nhận hai cái vùng ly khai kia là độc lập. Lúc đó là cái cuộc họp đó là bàn về chuyện là ủng hộ hay không ủng hộ hai cái vùng Lugansk và Donetsk. Thì rõ ràng là cái tiếng nói của cơ quan tình báo ở thời điểm đó, tôi nghĩ là đã không được coi trọng. Và các cái yếu tố về mặt chính trị đã vượt lên trên các cái yếu tố về mặt chuyên môn tình báo. Và rõ ràng là cái sự đánh giá sai về cái sự phản ứng của người Ukraine, rõ ràng nó đã kéo theo một cái hệ lụy khủng khiếp sau này, khi mà cuộc chiến đã từ lẽ ra tưởng rằng là một cuộc chiến chớp nhoáng đã trở thành một cuộc chiến tiêu hao cho đến bây giờ, và nó đã kéo dài 14 tháng và nó chưa biết bao giờ mới chấm dứt, và chưa kể nó còn dẫn đến những cái nguy cơ lớn hơn về các cái loại vũ khí mang tính hủy diệt. Trở lại vấn đề nhé anh, tức là cá nhân tôi thì thấy rằng là bản thân đúng là Nga đã thất bại khi mà Nga đã đánh giá sai cái phản ứng của người dân Ukraine nói chung, của chính quyền Ukraine, và thậm chí kể cả cái phản ứng của cộng đồng quốc tế, trong đó đặc biệt quốc gia phương Tây. Cái điều này thì chúng ta cũng thấy rõ ràng rồi. Thế nhưng mà tôi muốn đặt ra một cái vấn đề khác, tức là bản thân Ukraine cũng đã gặp những cái sai lầm. Và có lẽ cá nhân tôi vẫn nhớ là một cái bi kịch của một điệp viên mà chúng ta còn nhớ là chỉ khoảng độ 9 ngày sau chiến tranh, khi chiến tranh Denis Kireyev. Đúng rồi. Thì một cái nhân vật tên là Denis Kireyev đã bị chính cơ quan an ninh của Ukraine, SBU, bắn một phát vào hộp sọ, vứt xác ngoài đường phố. Và chỉ có vài ngày, 1-2 ngày sau, thì lập tức là phía Ukraine đã tuyên bố rằng ông ta đã hy sinh một anh hùng. Và mãi sau này, đến năm 2023, thì một loạt báo chí mới mổ xẻ cái câu chuyện này lại. Thì mới biết rằng là ông ta là một người hoạt động hai mang, nhị trùng. Nhưng mà được đích thân Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo Quân đội của Ukraine là Kirill Budanov đã tuyển dụng và trực tiếp làm việc với cả Budanov. Và ông ta đã cung cấp những thông tin cực kỳ quý giá cho cái việc là Nga sẽ tấn công Kiev như thế nào, và giúp cho Ukraine đã dàn cái hàng phòng thủ để bảo vệ được Kiev trước sự tấn công quân đội Nga. Thế nhưng lại bi kịch của ông ta lại là bị quân ta giết quân mình, khi mà bị chính cơ quan an ninh, cơ quan phản gián của Ukraine đã xử tử ông ta vì tội phản quốc. Thế thì theo tôi, thì cá nhân tôi cho rằng đó cũng là một cái bi kịch của người tình báo. Bởi vì những người tình báo có thể chết và có thể chiến thắng, nhưng mà sự thực, ngay cả một nhân vật là ông Bác Quốc, anh nhắc tới nhân vật chính trong cái cuốn Người Thầy của tướng Nguyễn Chí Vịnh đấy, thì bản thân có rất nhiều chiến công của ông ta cũng không được nhắc tới bao giờ vì những cái lý do bí mật của nó. Và chắc chắn là kể cả trong nhân vật tình báo vĩ đại trên thế giới thì cũng chỉ được nói tới một phần, và những người mà được nói tới cũng chỉ một phần rất nhỏ, mà có thể rất nhiều người đã chết hoặc là không ai biết tới, hoặc cả đời mang một cái tiếng là làm kẻ bán nước, nhưng thực ra họ đã đóng góp rất nhiều cho đất nước của họ. Nhưng mà cá nhân tôi lại nhìn một góc độ khác, cho rằng là bên cạnh cái chuyện hy sinh đó, một cái bi kịch đó, thì lại trở lại vấn đề đó là bản thân Ukraine cũng có những cái thất bại về tình báo thì mới tiêu diệt chính điệp viên của mình. Anh nghĩ thế nào về vấn đề này? Câu chuyện trước hết nói về cái sự thiệt thòi, như anh nói về thiệt thòi về trong cái số phận của các cái nhân vật tình báo
kể cả những nhân vật tình báo kiệt xuất. Thì như là điệp viên chúng ta đã nhắc tới đấy, là Richard Yorker, ông bị xử tử từ năm 1945, nhưng mà đến tận năm 1963, tức là phải 18 năm sau, Liên Xô mới công nhận ông này là anh hùng. Mất 18 năm. Có nghĩa là trong 18 năm đó, chúng ta có thể ngầm hiểu rằng là ông Richard Yorker nằm trong cái vòng nghi ngờ rằng ông ta không phải là người mà như ông ta đã thể hiện, không phải là một điệp viên đã cứu cả Moscow bằng cách đưa tin không phải là ngày tấn công, cụ thể ngày tấn công phát xít Đức nhằm vào Liên Xô, mà là người đã đưa thông tin về việc Nhật Bản sẽ không tham gia mặt trận thứ hai ở phía đông. Đúng rồi. Thì rõ ràng là cái số phận của những người hoạt động tình báo là như vậy. Cái bi kịch mà họ đã gặp phải thì điều đó là hoàn toàn có thể ra, bởi vì trên một cái mặt trận mà cái sự bí mật luôn luôn nằm là nhân tố số 1, nhân tố hàng đầu, thì những cái bi kịch như vậy là hoàn toàn có thể diễn ra. Quay trở lại với câu chuyện mà chúng ta nhắc ở đến đây về điệp viên Denis Kiev, thì chúng ta, nếu như những ai mà theo dõi chương trình truyền hình những cái ngày đó, tức là ngày 24 tháng 2 thì là Nga bắt đầu mở chiến dịch quân sự đặc biệt. Bắt đầu ngày, chỉ vài ngày sau thì Belarus đã đứng ra làm trung gian. Mùng 6 tháng 3. Chưa đến ngày 6 tháng 3, ngày 28 tháng 2. Đúng rồi. Tức là chỉ có 4 ngày sau là đã những cái đại diện của Nga và Ukraine đã gặp nhau ở một cái địa điểm ở biên giới Belarus. Trên Belarus. Đúng rồi. Và chúng ta thấy là trên màn hình chúng ta nhận thấy Denis Kiev là người ngồi phía xa đầu hói, đóng vai trò nhà đàm phán đó. Ông ấy là một người trung gian thầm lặng, ông đứng ở góc, ông ngồi ở góc xa. Chúng ta không biết rằng trong cái cuộc đàm phán đó ông ta đóng vai trò như thế nào, nhưng mà chắc chắn rằng ông đóng vai trò là một người trung gian. Vì sao? Ông này là một người hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng. Đúng. Ukraine. Và trước khi chiến tranh giữa hai bên nổ ra, Denis Kiev có rất nhiều mối quan hệ với lại cái giới tài phiệt của Nga, với những người phải nói là ở trong cái chính giới Nga. Thế thì ở đây chúng ta nhận thấy một điểm này. Cái thực chất cái chết của Denis Kiev là nó phản ánh một cái câu chuyện rất điển hình của hoạt động tình báo. Đó là một điệp viên có thể chết và thân phận hoàn toàn vẫn nằm ở trong tình trạng gọi là người Nga gọi là Tumaner, tức là tình trạng mù mờ, không rõ ràng. Phía Nga nói rằng ông Denis Kiev bị cơ quan an ninh của Ukraine bắn khử vì tội là bán thông tin cho phía Nga. Nhưng đến ngày mùng 8 tháng 3, tức là 10 ngày sau, thì Ukraine công bố rằng là Denis Kiev là anh hùng, một nhân vật, một điệp viên anh hùng, và đã hy sinh cùng với lại 3 điệp viên khác trong một cái nhiệm vụ đặc biệt. Thì cái hoạt động của Kiev ở đây, theo như tôi tìm hiểu, ông này đóng một vai trò cực kỳ quan trọng. Có thể lịch sử sau này sẽ đưa ra cái đánh giá. Nhưng với những cái gì mà tôi biết thì hoạt động của Denis Kiev là cực kỳ quan trọng trong cái cuộc chiến của Nga với Ukraine. Đó là sao? Ngày 24 tháng 2 chúng ta chứng kiến những đơn vị đầu tiên của Nga tiến vào Ukraine, và ngay trong những ngày đầu tiên thì các đơn vị đổ bộ đường không của Nga đã nhảy dù xuống sân bay Antonov ở Hostomel. Đúng rồi. Tức là một khu vực cách Kiev chỉ khoảng 10 đến 15 cây số. Đúng rồi. Chúng ta nhận thấy rằng là cái chỉ qua cái hoạt động của lực lượng đổ bộ đường không của Nga, chúng ta đã thấy rằng là cái ý định là muốn kết thúc rất nhanh cuộc chiến. Bởi vì khi một lực lượng đổ bộ đường không đổ bộ xuống cách thủ đô của đối phương khoảng 10-15 cây số thì điều đó có nghĩa là nó uy hiếp trực tiếp đến không chỉ thành phố, thủ đô, mà nó uy hiếp trực tiếp đến cái cơ quan chính quyền trung ương đầu não của Ukraine. Thế nhưng một điều quan trọng rằng là khi 34 cái máy bay Mi-8 chở đổ quân của lực lượng đổ bộ đường không được các cái máy bay trực thăng K-53 hộ tống đổ bộ xuống thành công xuống sân bay Antonov ở Hostomel, thì phía Ukraine dường như đã biết trước được, và họ ngay lập tức họ phá sạch các cái đường băng của sân bay Antonov. Và một nguồn tin cho rằng thông tin về việc lực lượng Nga đổ bộ đường không xuống Antonov là do Denis Kiev cung cấp cho phía Ukraine thông qua các mối quan hệ của ông ta với lại chính giới Nga. Và chính cái việc người Ukraine kịp thời phản ứng là phá đường băng, sử dụng các cái vật cản, họ đưa cả xe buýt ra đường băng Antonov,
họ đã không ngăn cản hoàn toàn cái khả năng phía Nga tiếp tục đổ bộ thêm quân và viện trợ cho cái lực lượng đã đổ bộ trước đó, và bằng cách đó họ ngăn cản cái ý đồ của Nga là tiếp tục đưa quân vào để uy hiếp Kiev. Nếu thông tin này là sự thực thì vai trò của Dnipro là vai trò rất lớn trong giai đoạn đầu của cuộc chiến tranh, bởi vì như vậy nó đã ngăn ngừa một trong những cái ý định lớn nhất của Nga, đó là kết thúc sớm chiến tranh. Bởi vì tình báo Nga, như chúng ta đã thấy sau này, tình báo Nga nhận định rằng là nếu như Kiev bị uy hiếp thì chẳng chóng thì chảy ông Zelensky hoặc là sẽ bị tiêu diệt hoặc là sẽ chạy khỏi Kiev. Và thực chất là điều đó đã không xảy ra. Ông Zelensky vẫn ở lại Kiev, và điều đó có một ý nghĩa rất lớn đối với lại những cái lực lượng phòng thủ của Kiev, của Ukraine. Và cái sự thất bại của Nga trong cái hoạt động đổ bộ đường không xuống sân bay Antonov ở Hostomel ấy, nó đóng vai trò rằng là Nga nhận ra rằng là vậy là cái chiến dịch, cái ý đồ thực hiện một cái chiến dịch chớp nhoáng để có thể phủ đầu vào Kiev là đã hoàn toàn thất bại. Chúng ta thấy rằng là trong giai đoạn chiến tranh, chúng ta nhận thấy có cái hình ảnh về một cái đoàn xe tiếp vận của Nga kéo dài tới 62-63 cây số, nói rằng là đe dọa Kiev. Nhưng cái đấy là một cái đoàn xe bất động, bởi vì sao? Hoàn toàn không có viện trợ, không có sự hỗ trợ về mặt hậu cần, cho nên hoàn toàn họ không triển khai được cái hoạt động bao vây và tấn công vào Kiev. Và chính vì sự thất bại của cái hoạt động này thì khiến cho người Nga đã nhanh chóng nhận ra rằng là họ không thể nào kết thúc sống chiến tranh được, và họ lập tức họ có ngay được một cái sự gọi là linh hoạt trong việc thay đổi chiến lược. Đó là họ đưa quân về Donbass, và họ coi vùng Donbass mới là mặt trận chính. Và ở đây tôi cần nhấn mạnh thêm một điều nữa rằng là còn một cái cánh quân nữa của người Nga từ phía Bắc, từ phía Belarus, tiến về qua cái ngã Chernobyl. Thì đây lại là một thành công lớn của tình báo Nga, thì chúng ta sẽ phân tích sau. Nhưng mà rõ ràng là cái bản thân cái vai trò của điệp viên Denis Kirev, nếu như nguồn những cái thông tin mà tôi nhận được ấy, mà tôi biết là đúng sự thật, thì rõ ràng ông này có một cái vai trò phải nói là rất quan trọng trong việc xoay chuyển cái cục diện, biến cái cuộc chiến tranh chớp nhoáng trở thành một cuộc chiến kéo dài. Đấy chính là một cái điều quan trọng, một cái vai trò thật sự là quan trọng của những cá nhân điệp viên trong một cuộc chiến lớn. Ở đây phải nói thêm tiếp nhé. Đang nối tiếp cái câu chuyện của anh nói thì cái chuyện mà nhân cái điệp viên nổi tiếng mà chúng ta mới nhắc tới đấy, là Denis Kirev, thì có lẽ là đến nay thì phía Ukraine đã thừa nhận, nhưng mà còn sự thật về ông ta như thế nào nữa chắc có lẽ phải sau khi cuộc chiến chấm dứt một thời gian. Cũng có thể không bao giờ chúng ta biết được sự thật này. Dạ vâng. Bởi vì trong các cái hoạt động tình báo thì có thể rằng phải 50 năm dạ vâng. Thì nó mới có cái chuyện dài mật. Nhưng mà trở lại vấn đề là cái cuộc chiến tình báo giữa Nga và Ukraine, thì chúng ta còn nhớ là tôi thấy có một số cái thành công của Ukraine. Thứ nhất là anh còn nhớ một cái sự kiện lừng danh, đó là ngày 8 tháng 10 năm 2022, sự kiện ở cầu Kerch nối giữa lục địa Nga với cả Crimea, bán đảo Crimea. Thì một chiếc xe tải chở chất nổ được ngụy trang bên trong đã phát nổ trên cầu. Và cái chiếc xe tải phát nổ vào đúng lúc một cái đoàn tàu chở nhiên liệu đi ngang qua, và nó gây ra một cái sự bùng nổ lớn, 7 toa tàu nhiên liệu bị cháy đó. Và sau này thì phía cơ quan phản gián, tức là cơ quan an ninh của Liên bang Nga FSB đấy, thì đã khẳng định rằng đây là một chiến công, hoặc nói một cách khác đây là một cái điệp vụ của tình báo quốc phòng của Ukraine, mà đứng đầu là tướng Kirill Budanov. Và người ta cho biết rằng, phía Nga cho biết rằng là cái chiếc xe mà chở chất nổ này đã được đi qua rất nhiều cái quốc gia khác nhau, vòng vèo để cuối cùng lên được và đánh lừa được con mắt của an ninh Nga, để mà lên được cái đường đi đến cái cầu Kerch kéo dài 19 km đó, và đợi đúng cái điểm mà cái con đoàn tàu đến bắt đầu một kích nổ. Và có một cái nhân viên tình báo của Ukraine phụ trách cái vụ này với cái bí danh là Ivanovich. Đúng rồi đó. Thế thì đấy cũng là phải có, đấy là một thành công của Ukraine theo anh thì thế nào? Chắc chắn đây là một nếu đứng ở góc độ của người Ukraine và góc độ của phương Tây, đây là một cái thành công. Nhưng mà
do cái đặc thù của hoạt động tình báo giữa Nga với Ukraine trong cái cuộc chiến này, do cái tiềm lực của Nga là vượt trội quá nhiều so với lại hoạt động tình báo, chưa nói đến rằng là cái mức độ xâm nhập của tình báo Nga vào các cơ quan, kể cả cơ quan tình báo Ukraine là rất là sâu và rộng. Thế cho nên tôi nhấn mạnh một điều là hoạt động tình báo của Ukraine trong cuộc chiến này phần lớn hướng vào một cái mục tiêu, đó là mục tiêu phá hoại, chứ không phải là hoạt động mục tiêu. Tất nhiên họ cũng thu thập thông tin, thu thập tình báo, thu thập tin tức về ý đồ của đối phương, rồi về tất cả những cái mà hoạt động tình báo đòi hỏi. Nhưng họ do ở một cái vị thế là thường là kể cả về mặt lực lượng quân sự họ cũng ở thế yếu hơn. Họ chỉ nhận được trang thiết bị của quân sự của phương Tây, chứ còn họ không thực sự mà nói là họ lép vế so với lại cái tiềm lực của người Nga. Cho nên hoạt động tình báo của Ukraine là theo như tôi quan sát suốt 14 tháng qua, hướng mục tiêu chủ yếu vào các cái hoạt động phá hoại. Cái vụ tấn công cầu Kerch này là một cái hoạt điệp vụ được phải nói là được tiến hành do cái cơ quan tình báo quân đội Ukraine tiến hành phải nói là tương đối hoàn hảo. Cái ô tô này đã được bắt đầu, tức là khoảng một theo như tôi nhớ không nhầm là khoảng hơn một tấn thuốc nổ. Đúng rồi. Được giấu ở trong các cái tấm nhiên liệu, các tấm vật liệu xây dựng. Đúng rồi. Mỏng và dựng. Theo như ảnh sau này của các cái cơ quan an ninh Nga, Liên bang Nga thông báo là các cái tấm vật liệu nó dựng đứng như này. Và khi mà chiếu trên màn hình an ninh ấy, thì nó chỉ nhìn thấy những cái tấm nhiên liệu chứ không phát hiện ra đấy là chất nổ. Nó được xuất phát từ Bulgaria từ tháng 8 năm 2022. Sau đó họ từ Bulgaria đưa qua Romania. Và tôi nghĩ rằng là bằng một cái chuyến phà nào đó từ Romania qua biển để sang Georgia, nhập vào Georgia, rồi lại qua Armenia, sau đó quay lại Georgia và đi qua một cái chặng cuối là Bắc Ossetia. Ossetia. Bắc Ossetia là cái vùng lãnh thổ mà trước đây Georgia với Nga Nam Ossetia. Nhưng mà cái xe này đi qua vùng Bắc Ossetia. Dạ. Và qua Bắc Ossetia thì nhập cảnh vào Nga. Cái đơn vị cái công ty ấy thì là một cái công ty do một cái công ty đứng tên một công ty là ở Georgia, còn công ty nhận là một công ty ma ở Crimea. Và từ Bắc Ossetia họ vào vùng Krasnoyarsk và từ đó đi vào cái đầu phía bên lãnh thổ lục địa của Nga để đi sang Crimea, chứ lại không phải là từ Crimea sang. Và đến cái quãng ở giữa, đến cái đoạn giữa cầu đó thì họ đã kích nổ để cả cái người lái xe cũng chết và làm sập hai nhịp cầu, và khi có đồng thời với một cái đoàn tàu chở dầu chạy ngang qua đúng ở thời điểm đó thì bảy toa chở dầu bị cháy và nó gây thiệt hại nghiêm trọng cho cái cây cầu này. Thì phía Nga đánh giá đây là một hành động khủng bố thôi, bởi vì họ vẫn có xác định rằng những hoạt động phá hoại, những cái phản ứng kích của tình báo Ukraine là hoạt động khủng bố. Thế nhưng mà tôi nghĩ rằng là đây là một cái chiến dịch phải nói là được thực hiện một cách tương đối khá là hoàn hảo. Mặc dù hậu quả của nó thì lại rất là bất ngờ. Đó là họ đã tạo ra là đánh được vào một trong những cái biểu tượng của Nga là cái cầu nối với Crimea với lục địa Nga. Nhưng hệ quả sau đó là Nga đã mở những đợt pháo kích bằng tên lửa phải nói là cấp tập vào toàn bộ hệ thống năng lượng các nhà máy điện của Ukraine để được cho là trả đũa cho cái vụ đánh bom cầu Kerch. Vâng, anh phải nói rằng là không chỉ cái câu chuyện cầu Kerch mà gần đây anh thấy là ngay từ năm ngoái đã có rất nhiều những cái trận mà những cái máy bay không người lái tấn công vào những cái kho nhiên liệu ngay trong lãnh thổ Nga. Và gần đây nhất thì ngày 3 tháng 5 là có hai cái máy bay không người lái đã tấn công vào Điện Kremlin. Thì cái này cũng có nhiều quan điểm khác nhau lắm. Có người cho rằng là những cái hoạt động có những đội thám báo của Ukraine luồn sâu vào bên trong đã sử dụng cái máy bay không người lái để tấn công các kho xăng bên trong của Nga. Nhưng mà đối với cả cái một số người thì cho rằng là mới đây nhất là cái vụ mà máy bay không người lái mà tấn công Điện Kremlin đó, thì nó lại không phải là sản phẩm của Ukraine mà có khi là sản phẩm của chính Nga để tạo ra một cái cớ để Nga có thể đẩy cuộc chiến tranh mạnh hơn. Thì anh thấy thế nào? Vâng, trước hết tôi nói về cái vai trò của máy bay không người lái mà chúng ta thường quen gọi là drone hay là UAV.
Thì trong cuộc chiến Nga với Ukraine này có hai loại vũ khí bất ngờ nổi lên, đóng một cái vai trò cực kỳ quan trọng trong việc, trong cái cục diện của các cái trận đánh. Không phải là các cái tên lửa đạn đạo, không phải là hỏa thần HIMA, cũng không phải là xe tăng hiện đại, mà thứ nhất là các cái tên lửa chống tăng cá nhân Javelin mà Ukraine được phía phương Tây viện trợ. Và thứ hai là vai trò của các UAV. UAV đóng một cái vai trò cực kỳ quan trọng trong suốt cuộc chiến qua, bởi vì giá thành rẻ, khó bị phát hiện, kích thước nhỏ và lại có tầm hoạt động lớn. Có những UAV có thể hoạt động tầm hoạt động lên tới 1.000 cây số. Do đó cái việc như anh nói về việc là UAV tấn công Điện Kremlin là hoàn toàn có thể. Đấy là một khả năng. Biên giới Ukraine cách biên giới của cách thủ đô Moscow khoảng 550 cây số gần nhất. Thế thì cái hoạt động của UAV ấy, thì như chúng ta thấy là tôi thấy rằng là rõ ràng là nó đóng vai trò rất là quan trọng. Nó vừa trinh sát, nó vừa là mục tiêu cảm tử và rất nhiều các cái, chúng ta đã chứng kiến các cái clip về các cái UAV của cả hai phía lao vào mục tiêu. Riêng về trường hợp mà anh đề cập đến, đó là vụ tấn công của hai cái UAV cách nhau khoảng 15 phút nhằm vào Điện Kremlin và nhằm vào cái tòa nhà Thượng viện nằm ở trong khuôn viên Điện Kremlin ấy. Thì tôi thấy thế này. Sau khi cái vụ việc này xảy ra thì có rất nhiều thuyết âm mưu. Đương nhiên rồi. Nhiều giả thuyết nữa. Rất nhiều thuyết âm mưu. Một bên nói rằng là đây là Ukraine muốn ám sát ông Putin, Tổng thống Nga. Một bên nói rằng là, một luồng nói rằng là không, đây là người Nga dàn dựng để có thể tạo cớ. Dùng nó là một cái cớ. Thứ nhất là nhằm thẳng triệt hạ ông, trực tiếp triệt hạ ông Zelensky. Thứ hai là đẩy nhanh một cái mức độ gọi là chiến tranh, tăng cường chiến tranh. Thứ ba là để tạo cho một cái luồng phẫn nộ trong người dân Nga để trước ngày gọi là Pabeda, trước ngày chiến thắng mùng 9 tháng 5 đấy, để có thể người dân Nga tiếp tục ủng hộ cái cuộc chiến dịch đặc biệt quân sự ở Ukraine. Có rất nhiều các cái giả thiết. Đương nhiên rồi thì là Ukraine bác bỏ. Cái luôn luôn bác bỏ. Từ đầu đến cuối, tất cả các hoạt động nằm trong liên quan đến các hoạt động tấn công trong lãnh thổ của Nga thì phía Ukraine từ Tổng thống Zelensky đều bác bỏ. Ngay sau sự kiện đó thì tại cái cuộc họp báo ở Helsinki thì ông Zelensky nói rằng chúng tôi không có đủ các cái nguồn lực để làm cái hoạt động như vậy. Và thứ hai, chúng tôi chỉ chiến đấu ở trên lãnh thổ của chúng tôi thôi. Rồi người phát ngôn của Ukraine nói là Ukraine không liên quan tất cả. Ngoại trưởng Mỹ Blinken thì nói rằng là đón nhận với cái thông tin mà Ukraine tấn công ông Putin với một cái hộp, phải cần một cái hộp muối. Tức là ý ông nói là cái thông tin này nó rất là nhạt. Tức là ông mỉa mai rằng là đây là thông tin do phía Nga và rất là nhạt và dựng lên. Thế nhưng ở đây ta phải phân tích về khía cạnh mấu chốt là với một hoạt động như vậy thì cái lợi ích mà nó mang lại là gì? Đúng rồi. Đấy là điều căn bản. Thì tôi chỉ rất ngắn gọn thôi. Về luồng thông tin cho rằng là người Nga dựng nên. Vậy thì cái lợi ích nó mang lại là gì? Thì họ có thể rằng là họ tuyên bố sẽ triệt hạ ông Zelensky như là ông Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga đã tuyên bố. Hoặc là họ sẽ tăng cường các cái hoạt động ở chiến trường. Vậy nhưng cái đó có bù đắp được cho một cái hình ảnh, một cái sự tổn hại về mặt hình ảnh, về mặt quốc gia, về quốc dân thể rằng là vậy là ngay cả Moscow, ngay cả Kremlin, trung tâm đầu não của quốc gia mà lại còn bị hai cái UAV tấn công. Chưa chắc đã an toàn. Không có nơi nào là an toàn cả. Vậy cái giá đó có đáng để phải trả để người Nga dựng lên một cái plot, một cái kịch bản như vậy hay không? Chúng ta phải xem xét. Rõ ràng là ở đây cái kết quả có thể được rõ ràng không tương xứng với những tổn hại đã xảy ra là như vậy họ cho rằng là vậy là Ukraine có thể huy động được cả các cái UAV tấn công thẳng vào Điện Kremlin cơ mà. Đấy là một cái tôi nói rằng về mặt lợi ích, rõ ràng người Nga họ nếu như họ làm điều này thì rõ ràng cái lợi ích họ thu được quá ít so với những cái tổn hại của một cái hoạt động chiến dịch đặc biệt như vậy. Thế còn về phía Ukraine, họ có thể thực hiện một chiến dịch như vậy để với một cái tinh thần mà như nhiều người đã nói, đó là mang tính biểu tượng. Là đấy, chúng tôi có thể làm được những việc như vậy. Không nơi nào có thể an toàn. Nhưng ở đây tôi phải đưa ra một cái thông tin mới nhất là bản thân ông Vladimir Putin đã tiết lộ rằng là hai cái UAV này là loại tự lắp, rất nhỏ và mỗi một UAV chỉ mang được khoảng hơn 100 gram thuốc nổ.
Do đó, bản thân ông Putin nói vậy cũng đã bác bỏ một cái điều mà các cơ quan Liên bang Nga tuyên bố rằng nó nhằm vào để ám sát ông Putin. Nó không đủ để ám sát ông Putin. Không đủ năng lượng để có thể đủ sức mạnh để có thể ám sát một người được bảo vệ chặt chẽ như ông Putin. Đấy là chưa kể ông Putin không ở Điện Kremlin. Với tất cả những cái chuyện này chúng ta chưa biết là ai thực sự đứng đằng sau. Còn một luồng nữa nói rằng là những thế lực muốn Nga tấn công Ukraine đã dàn dựng vụ này, hoặc là những thế lực thân Ukraine đã tự lắp ráp những UAV này để tấn công nhằm vào Điện Kremlin. Tất cả đều là chúng ta ở đây phân tích chỉ dựa trên những giả thiết. Chúng ta không thể nào chưa biết được rằng là thực tế đằng sau thế nào. Nhưng về phân tích về mặt lợi ích đằng sau hành động này thì tôi chỉ có thể đưa ra một kết luận rằng là thứ nhất, phía Nga thu được rất ít lợi ích nếu như họ thực sự là người đứng đằng sau kế hoạch này. Ukraine có thể thu được một lợi ích về mặt hình ảnh, về mặt biểu tượng. Nhưng chắc chắn họ sẽ phải hứng chịu những cái sự phản kích rất là nặng, rất là nghiệt ngã của phía Nga như đã từng xảy ra trong suốt 14 tháng trước. Vâng, cảm ơn anh. Thế bây giờ anh có thể trở lại một cái câu chuyện là cái cuộc chiến đang đến hồi căng thẳng. Thì một cái công việc quan trọng của tình báo đó là dự báo. Và một cái điều rất là lạ lùng là phía Ukraine liên tục tuyên bố rằng họ chuẩn bị tổng phản công. Và anh cũng biết đấy, thực ra là những cái chiến dịch quân sự thì họ càng phải giấu kín càng tốt. Mà đằng này thì Ukraine tuyên bố một cách rất rõ ràng. Liệu chăng đấy cũng là một cái kế hoạch nghi binh? Và các nhà chuyên gia tình báo thì cho rằng là có thể là Ukraine đang cố tìm cách để cho phía quân đội Nga hiểu sai về cái năng lực cũng như là cái mục tiêu của mình. Và từ đó Ukraine có thể tấn công những cái nơi mà phía Nga không ngờ tới. Thì anh nhận định thế nào về chuyện này? Đây là một câu chuyện rất là thú vị và nó đã có một câu chuyện trước đó xảy ra rồi. Khi mà chúng ta chứng kiến trong năm ngoái, Ukraine đã liên tục thường xuyên nói rằng họ sẽ mở ra một cuộc tổng tấn công ở mặt trận Kherson, là cái vùng lãnh thổ và cái thành phố lớn duy nhất mà phía Nga đã chiếm được ngay trong những ngày đầu mở đầu của chiến dịch quân sự đặc biệt. Kết quả là sao? Người Nga đã dồn lực lượng về Kherson và thay vào đánh về Kherson thì người Ukraine đã đánh vào khu vực ngoại vi Kharkiv mà chúng ta đã quen gọi là với thành phố Kharkiv, và họ đã thu hồi lại là một cái diện tích vô cùng lớn, hơn 6.000 cây số vuông ở Kharkiv. Đấy là một cái chiến dịch nghi binh phải nói là rất là mỹ mãn của tình báo Ukraine, khi mà họ đã dương đông kích tây và khiến cho người Nga bị bất ngờ ở mặt trận Kharkiv. Và cũng không ngoại trừ khả năng chính cái điều đó khiến cho người Nga đã rút ra được những cái kinh nghiệm, và đến khi Ukraine tập trung đánh vào Kherson thật như chúng ta đã chứng kiến thì người Nga đã buộc, tất nhiên còn có những cái yếu tố bên ngoài, yếu tố về vũ khí nữa, nhưng người Nga rõ ràng họ nhận ra rằng là không nên mạo hiểm với lại cả một đội quân. Và tướng Shovikin, tức là tướng khi đó phụ trách các lực lượng Nga ở Ukraine ấy, đã quyết định rằng là bất chấp những cái sự gọi là sĩ diện hay là thể diện gì đó, rút quân đội từ phía bờ Tây sông Donetsk về bờ Đông và mở các cái chiến hào phòng thủ ở bờ Đông, chấp nhận là mất thành phố Kherson vào tay, trở lại về tay người Ukraine. Cái tuyên bố liên tục của Ukraine về việc là họ mở một cuộc phản công đã kéo dài suốt hàng tháng này rồi. Từ khi mà mùa đông mới chấm dứt họ đã nói bóng gió rồi. Thì chúng ta chỉ có thể phân tích như thế này. Đó có thể là một chiến dịch nghi binh. Đó cũng có thể là một chiến dịch thực sự sẽ xảy ra. Chỉ có điều chúng ta chưa biết khi nào và ở đâu. Nhưng cái điều quan trọng nhất về mặt chính trị của những tuyên bố đó là gì? Chúng ta phải phân tích được rằng là rõ ràng đấy có thể là một hoạt động nghi binh của tình báo Ukraine, một hoạt động nghi binh chiến lược. Nhưng cái mục tiêu đằng sâu xa đằng sau những tuyên bố như vậy là không phải là, có thể là nhằm đến người Nga để cho người Nga phải căng sức ra trên nhiều mặt trận. Nhưng tôi vẫn cho rằng là những tuyên bố đó là nhằm vào Mỹ, nhằm vào các thượng nghị sĩ Mỹ, nhằm vào người dân Mỹ, nhằm vào những người dân Ý, những người dân các nước châu Âu. Hiện nay, các nước châu Âu và Mỹ đang phân vân về việc là liệu
cái cuộc chiến này sẽ kéo dài đến đâu và cái khả năng hỗ trợ về trang thiết bị, về vũ khí có thể kéo dài đến đâu. Và những cái ý kiến ủng hộ việc tiếp tục vũ khí, khí tài, máy bay, xe tăng hiện tại cho Ukraine chỉ được ủng hộ, chỉ được củng cố bằng một cái thực tế rằng người Nga, người Ukraine có khả năng phản công và có thể thắng. Đó, tôi nghĩ đấy là cái mục tiêu chính trị ở đằng sau chiến dịch tuyên truyền rầm rộ về các cái của phía Ukraine về việc những cái cuộc đợt phản công có thể xảy ra. Vâng, cảm ơn anh. Nhưng mà lại trở lại thêm nhé. Anh nói câu chuyện về Kherson thì tôi lại nhớ lại rằng là sau này thì phía Nga đã cách chức giám đốc cơ quan an ninh của Ukraine, SBU đấy. Và cho rằng là một trong các thuộc cấp của ông ta là cái người đã cung cấp thông tin cho phía Nga. Và từ đó Nga đã có thể chiến thắng, chiếm được cái tỉnh Kherson đó. Và đó cũng có thể coi là một cái thất bại của Ukraine rồi, đúng không anh? Ở đây thì nó lại liên quan đến một cái hoạt động khác của tình báo Nga. Đó là hoạt động xâm nhập của tình báo Nga từ trước chiến tranh rất lâu vào các cái cơ quan của phía Ukraine, trong đó có cả cơ quan SBU. Thì rõ ràng việc ông Zelensky cách chức ông Bakhanov, mà ông Bakhanov là ai? Là một người bạn từ thuở thiếu thời của Zelensky. Cách chức ông này và cách chức cả một nữ công tố viên. Hai người này không phải là vì tội phản bội bị cách chức, mà là vì tội là không dọn dẹp được cơ quan an ninh Nga, bị gián điệp và tình báo Nga xâm nhập quá nhiều. Và chúng ta thấy rằng là ở Kherson, ở Chernobyl là 169 binh lính của Ukraine đã đầu hàng, không nổ một phát súng nào sau 2 giờ đồng hồ. Và người Nga đã chiếm được nhà máy điện nguyên tử Chernobyl, không tốn một phát súng nào. Bởi vì cái người đứng đầu cơ quan an ninh của bảo vệ Chernobyl ấy, được cho rằng là đã hoạt động cho người Nga. Và khi mà người Nga nổ súng tiến vào Chernobyl thì ông này đang ở Kiev, đi với một cái lý do là đi điều trị một căn bệnh bị về đường hô hấp. Và ông này thì hiện đang bị cơ quan an ninh điều tra của Ukraine điều tra. Thì ở Kherson cũng vậy, ông Zelensky cách chức người đứng đầu cơ quan an ninh của Ukraine, bởi vì tính đến, người ta ước tính rằng là có tới khoảng, trong 27.000 nhân viên của SBU thì người ta ước tính là có khoảng 800 người, trong đó có độ khoảng 600 là sĩ quan tình báo của Ukraine là hoạt động cho tình báo Nga. Một sự xâm nhập trên diện rộng, và rõ ràng là với một cái thực tế như vậy thì ông Zelensky không thể nào chấp nhận được, và ông buộc phải cách chức cái người bạn phải nói là thuở thiếu thời của mình. Rõ ràng đấy là một cái thất bại cay đắng của tình báo Ukraine, bởi vì người Nga đã xâm nhập trên một cái diện rất là rộng, và cái người mà được cho là đã cung cấp về gọi là thông tin cho phía Nga để có thể chiến thắng để có thể chiếm được Kherson ấy. Tôi nghĩ rằng là cái điều đó là một trong vô vàn những cái ví dụ trong cái cuộc chiến này, không chỉ ở Kherson, ở Chernobyl, ở Mykolaiv, ở Mariupol, rất nhiều các cái trường hợp. Người ta đã ước tính là có hàng phía các cơ quan công tố Ukraine đã mở ra hàng nghìn phiên tòa để xét xử những cái người được cho là đã cộng tác với người Nga, cộng tác với tình báo Nga. Chuyện đó là hoàn toàn chúng ta có thể hiểu được. Thực ra mà nói thì rõ ràng là cái cuộc chiến này nó cũng dẫn tới rất nhiều vấn đề. Và cái cuộc chiến tình báo thì luôn luôn là một cái cuộc chiến bí mật, thầm lặng, nhưng mà mang đầy những cái yếu tố bất ngờ và nguy hiểm ở đây. Chắc chắn là... Và hiệu quả và uy lực của nó cực kỳ lớn. Và chúng ta vẫn, thậm chí cho đến lúc này chúng ta vẫn chưa thể mường tượng hết được những cái uy lực của các cái hoạt động tình báo của cả hai phía. Dạ vâng, cảm ơn anh rất nhiều. Kính thưa quý vị khán thính giả, câu chuyện của tôi và đại tá nhà báo In Ba đã kéo dài hơn một tiếng. Mặc dù vậy chúng tôi còn rất nhiều điều chưa nói hết. Nhưng mà chắc chắn là chúng tôi còn rất nhiều điều để sẽ trao đổi sau này. Bởi vì cái thời lượng của chương trình cũng có hạn, cho nên chúng tôi tạm dừng cái buổi nói chuyện của chúng tôi hôm nay tại đây. Mà chắc chắn rằng trong cái cuộc chiến Nga-Ukraine còn tiếp tục kéo dài, và những cái hoạt động xâm nhập tình báo của cả hai bên. Mà hôm nay thì chúng tôi mới chỉ tập trung vào một cái vấn đề, đó là tình báo về con người, mà chúng tôi chưa tập trung vào vấn đề khác, đó là tình báo về công nghệ. Tình báo tín hiệu. Tình báo về công nghệ. Công nghệ. Thì có lẽ là trong một cái chương trình tiếp theo chúng tôi sẽ có
thời gian để đề cập hơn nhiều vấn đề này. Và kính mong quý vị khán thính giả tiếp tục ủng hộ chúng tôi. Và xin cảm ơn Đại tá nhà báo Yên Ba đã cùng chúng tôi tham gia chương trình này. Và rất mong trong cái thời gian sắp tới, chúng ta, tôi và anh sẽ tiếp tục có những cái cuộc trao đổi trò chuyện về cái lĩnh vực tình báo này. Vâng, và xin hẹn gặp anh trong một cái cuộc trò chuyện về cái lĩnh vực rất thú vị và cũng cực kỳ đặc biệt này của cái một cái cuộc chiến tranh mà gói gọn lại là giữa hai quốc gia, nhưng mà trên bình diện quốc tế thì chắc chắn là nó không giới hạn ở giữa hai quốc gia này, nó sẽ còn mở rộng ra ở trên rất nhiều các cái bình diện khác. Và chúng tôi hy vọng chúng ta sẽ có một cuộc nói chuyện trong một ngày nào đó. Dạ vâng, xin cảm ơn anh rất nhiều. Xin cảm ơn quý vị khán thính giả rất nhiều.